Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Fan Địch Lệ, Nhật Ba và Nhậm Gia Luân chiến nhau dữ dội, chuyện gì đây? Từng có thời điểm thân thiết nhưng fan hai nhà Địch Lệ, Nhật Ba và Nhậm Gia Luân giờ đây lại tranh cãi vì vấn đề phiên vị. Có màn kết hợp ăn ý trong hai phần phim Ngự Giao Ký, cặp đôi Địch Lệ, Nhật Ba và Nhậm Gia Luân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Trong suốt thời gian Ngự Giao Ký lên sóng, cộng đồng người hâm mộ của cả hai cũng tạo ra đặc biệt thân thiết, cùng nhau ủng hộ thần tượng. Thế nhưng mới đây giữa hai nhà bất ngờ xảy ra tranh cãi liên quan tới vấn đề phiên vị. Cụ thể vừa qua, fan Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhật Ba đã công kích nhau trên mạng xã hội Weibo trong tác liên quan tới vấn đề nhị phiên. Ngay sau khi xuất hiện, tác này đã leo lên top 2 hot search dù trước đó đã bị xóa một lần. Được biết, phía fan Nhậm Gia Luân cho rằng nhận xét của Địch Lệ Nhật Ba trong lệ cơ chuyện quá tệ hại, vừa đơ cứng vừa thiếu tự nhiên đến không thể chấp nhận được. Bộ phận fan này sau đó còn miệng mai vân hợp của bộ phim Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhật Ba đóng chính, miệng mai cả Ngự Giao Ký. Phía fan Địch Lệ Nhật Ba cũng chẳng hề kém cạnh khi chê bai Nhậm Gia Luân không dám dùng giọng gốc, lại tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi sử dụng thủ thuật khi đóng phim, lôi thành tích phim cũ của Nhậm Gia Luân ra để miệng mai nam diễn viên bất tài. Một số bình luận của khán giả: không phải fan ai nhưng thấy Địch Lệ Nhật Ba diễn chán, đơ hơn thật, nhưng được cái nhân sinh. Phim cô đóng không xem nội quá 2 tập, có phim xem qua trailer mà muốn bỏ luôn phim. Nhà nào hợp tác với nhau xong đều quay lại chiến nhau. Nói thật chứ chỉ khổ idol thôi, sướng miệng fan nhưng khổ idol, mối quan hệ đang tốt đẹp thì tự nhiên bị ảnh hưởng. Cả hai nhà có ai vừa đâu, đó là Địch Lệ Nhật Ba diện dỡ hơn hẳn, mà vẫn thấy lưu lượng của Nhậm Gia Luân kém hơn nên cũng bằng hòa. Fan nhà nào đông thì thắng thôi, chỉ bàn về diễn xuất cả hai tệ như nhau. Hiện cuộc tranh cãi chưa phân định thắng thua, song nhiều khán giả cho rằng việc tranh cãi về phiên vị hay diễn xuất của các cặp đôi từng hợp tác diễn ra khá thường xuyên nên có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thần tượng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.